Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình ra đây giới thiệu cho các bạn cùng một cái đài cái cuốn rất là bổ ích cho mọi người. Hầu như nhiều người không biết được tạm dùng cái đài cái cuốn này. Mời mọi người. Rất là công dụng và bổ ích nhá. Củ nó như là một củ hành tây á, nhưng mà to lắm này. Cái lá này này mọi người nếu mà bị ái mà bị đau lưng á, bị mổ phẫu thuật cái gì mà về mà bị tiêm thuốc mê á, mà bị đau lưng về lấy cái lá này ráng với mùi hột xong bắt đầu lấy cái lá này nướng lên ra, bắt đầu đổ cái mùi hột vào đấy, ốp lại cái này, lấy cái khăn màu mỏng đe lên xong bắt đầu nằm xuống trong vòng nằm được 2 lượt trong ngày, 2 lượt 3 lượt trong ngày là sẽ thôi đau lưng luôn, giống như ở bệnh giả vờ luôn nhé. Mình tại vì mình cũng là từng bị đau lưng và nằm cái này rồi. Đấy là cái này là cái đài tưởng quân, cái ngải tưởng quân. Nhiều người biết cái này và rất là công dùng cho cái việc đau lưng nhé. Vì mình ngày xưa cũng bị một bà cô ở trong Đồng Nai bay cũng làm cái này đúng là 2 lần trong ngày là hết luôn. Còn bà xã mình bị thôi, nên làm cái đúng 2 lần là giống như bệnh giả vờ luôn, năm sáu là thôi luôn, trong vòng 2 lần trong ngày là hết. Xin cảm ơn mọi người và video cảm thấy hữu ích thì xin mọi người chia sẻ và cho mình một like để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Chào nha.